Xin chào mọi người nha, mình là Tùng đây Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Photoshop để chúng ta ghép cái hiệu ứng Blur hay là cái tia lóe sáng cho những cái bóng đèn Ở một bức ảnh Thì đối với render ấy, đôi khi chúng ta render Vray thì nó dễ Nhưng mà những cái phần mềm render thời gian thực như kiểu là Enscape hay là D5 render ấy Thì chúng ta hiệu chỉnh cái thông số Blur để cho nó lóe sáng lên ấy Thì đôi khi nó lóe sáng những cái vùng sáng khác thì nó đẹp Nhưng mà ở cái bóng đèn thì nó lại xấu Ngược lại, ở bóng đèn đẹp thì chỗ khác nó lại xấu. Thế nên là chúng ta chỉ chỉnh được những cái vùng sáng kia nó ổn thôi. Còn lại bóng đèn như thế này thì chúng ta sẽ ghép vào sau. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép những cái tia sáng, lóe sáng ở những cái bóng đèn âm trần này. Đầu tiên các bạn cần vào cái website có tên là đây, brosg.com này. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần tìm kiếm của nó. Ở đây mình ghi là like thì nó sẽ tìm kiếm những cái thông số ánh sáng và chúng ta đánh dấu vào cái phần brosg đây thì nó hiện ra rất nhiều những cái pros khác nhau thì chúng ta sẽ tải một số cái nó có tên là lens flare ấy, tức là những cái hiệu ứng lóe sáng ngoài ra thì đương nhiên nó có rất nhiều những cái khác rồi nhưng mà chúng ta làm bóng đèn thì chúng ta sẽ tải những cái lens flare này cái này thì chúng ta có thể tự tạo được bằng photoshop nó cũng rất dễ thôi nhưng mà cơ bản về cái độ đẹp ấy, thì nó không bằng những cái này được bởi vì chúng ta không chuyên nghiệp nên là chúng ta không tạo những cái này mình cứ có ở đây rồi mình tải về hoàn toàn miễn phí nha thì các bạn có thể nhấn vào một cái bất kỳ các bạn thấy có những cái tia sáng mà mình ưng ấy Thì mình sẽ tải về Ấn vào đây và tải về miễn phí Khi tải về rồi ấy, thì nó sẽ có một cái Giải nén ra và nó có một cái file như thế này Bây giờ chúng ta sẽ vào Photoshop Tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái công cụ Brush Brush hay là cái cọ vẽ ấy Mình bấm vào đây Và mình sẽ nhấn chuột phải ở giữa màn hình Ở đây nó có một số cái Brush có sẵn của Photoshop Thì mình cứ kéo Bây giờ mình sẽ import cái mới kia vào Import bằng cách là nhấn vào cái hình bánh răng ở đây Sau đó là chọn cái Import Brush à, Chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục mà chúng ta vừa tải về và giải nén ra ấy. Thì mình nhấn vào đây và nhấn uh, Load Thì nó sẽ tạo một cái thư mục mới à, Chứa những cái Brush mà à, có những cái hiệu ứng ánh sáng Ở đây thì các bạn trông nó dài dài ấy, Đó là cái đường vẽ mà khi chúng ta tô nhiều thôi Còn để mà nhìn rõ hơn ấy, Chúng ta sẽ à, không bấm cái bảng này Mình có thể bấm vào đây À, đôi khi các bạn mở photoshop lên nếu mà nó chưa hiện ở những cái công cụ ở đây ấy, thì các bạn có thể nhấn vào window và chúng ta chọn cái brush ở đây nó sẽ hiện lên đó hoặc hai là chúng ta chuyển cái giao diện ở đây sang motion thì nó sẽ hiện những cái công cụ này lên luôn bởi vì mình cũng hay để cái motion thì mình sẽ bấm chọn cái chỗ à, brush thì brush bên này nó cũng hiển thị nhưng là chúng ta vẫn chuột phải thôi còn nếu mà cái ấn sang cái phần brush setting thì nó sẽ hiện một số cái à, hình thu nhỏ ở đây mà dễ nhìn hơn bây giờ mình sẽ bấm vào cái cái hình ảnh chính này sau đó mình bấm sang công cụ brush đó lập tức nó sẽ sáng lên à, giả sử ở đây ý, mình có một số cái brush khác nhau như thế này thì mình sẽ chọn một cái à, bất kỳ ví dụ như là cho cái này đi đó nó lại lóe sáng thì ở đây mình sẽ tạo một cái layer mới bằng cách nhấn vào đây à, tạo một cái layer không có gì để chúng ta vẽ những cái đốm sáng này lên trên cái layer đó ở đây để cho thu nhỏ cái layer lại mình có thể kéo cái size này nhỏ xuống thì nó sẽ nhỏ lại hai là chúng ta sẽ ấn à, alt giữ phím alt và giữ phím chuột phải giữ alt và chuột phải thì chúng ta đưa sang phải nó sẽ to lên đưa sang trái nó sẽ nhỏ xuống ví dụ bây giờ mình sẽ bấm thử một điểm nha ở đây nó đang lẻ màu đen Màu gì thì cũng kệ nó Tí nữa mình sẽ đổi màu sau Mình bấm thử trên màn hình Đó nó sẽ tạo một cái đốm sáng thế này Vì ở trên này là màu đen nó sẽ tô màu đen Nhưng mà mặc kệ nó đi à, Bây giờ mình sẽ cột chôn Z Để mình lùi lại Mình tắt đi và mình phóng to lên Ví dụ ở đây mình sẽ thu nhỏ lại một tí Mình tô thử này Cái này thì hơi bé to lên tí nữa đi một điểm ok bấm vào đây hai điểm 3 điểm à, 4 điểm 5 điểm ví dụ như vậy đây là đối với cái đèn thả ở giữa nhá bây giờ mình sẽ ở layer này mình sẽ bấm vào cái đây hình bán nguyệt ở đây và mình chọn cái Solid À, mình có thể để một cái màu bất kỳ tạm thời mình ví dụ mình để cái màu hơi vàng một chút đi nhấn OK này sau đó mình nhấn chuột phải vào đây và chọn cái Create Clipping Mask tức là tạo một cái mặt nạ cắt à, xuống dưới này nó chỉ tác động lên cái layer bên dưới này thôi ở đây màu nó hơi bị bị bẹt thì mình sẽ nhấn vào cái layer bên dưới và chọn cái chế độ hòa trộn ở đây là cái Screen tức là sáng lên thì lập tức nó sẽ sáng như vậy các bạn có thể đổi màu trực tiếp bằng cách là chúng ta sẽ nhấn chuột trái hai lần vào cái ô này. Thì ở đây các bạn có thể đổi một cái màu bất kỳ mà chúng ta muốn. Ví dụ mình đổi sang màu đậm hơn đều được. Màu trắng cũng được. Ok. Đó ví dụ như vậy. Tiếp theo mình có thể tạo một số cái ánh sáng kiểu khác cho những cái đèn âm trần ở đây. À mình sẽ tạo một cái layer mới. Bằng cách nhấn vào đây à, Mình tiếp tục là Mở lại cái brush Nhấn vào đây Sau đó là nhấn vào đây Nhấn sang cái phần Brush setting Ở đây ví dụ Nó có một số cái Brush khác Cái này cũng được Mình sẽ thử cái này trước Mình giữ ALT Và giữ chuột phải Xong kéo sang trái Cho nó nhỏ lại một chút Nhỏ lại một chút nữa đi Chút nữa được rồi. Nó sẽ hơi sắc một chút nhưng mà mình sẽ chỉ cách khắc phục sau đó. Bây giờ mình sẽ tô trước đã, mình bấm một điểm vào đây. À, bấm sang đây. Bấm sang đây. Bấm vào đây. À, ví dụ như vậy. Mình cũng sẽ tạo cái layer bên trên cho nó bằng cách nhấn vào đây và mình giữ phím an. Mình bấm vào công cụ di chuyển trước. Sau đó là chúng ta giữ phím ALT rồi bấm chuột trái và kéo lên trên thì lập tức nó sẽ copy thêm một cái nữa. Sau đó lại nhấn chuột phải và chọn cái tạo cái mặt lạ cắt. Nó sẽ tác động lên cái layer bên dưới này. Ở cái layer 2 này thì mình cũng chọn cái phần chế độ hòa trộn là screen. Ở đây các bạn có thể thấy nó hơi bị sắc ấy thì chúng ta có thể nhấn vào đây. Sau đó chúng ta vào cái phần filter, chọn cái blur, chọn Gaussian blur. Nó sẽ làm mờ và mịn cái tia sáng của chúng ta hơn. Mình sẽ tăng lên thì nó càng mờ hơn. Có như vậy Mình sẽ đổi cái màu này ra màu trắng một chút Nếu mà chúng ta thấy nó hơi mờ đấy Thì mình có thể giữ con trôi và rồi bấm chọn à, chuột trái Chọn cả hai cái Sau đó chúng ta nhấn con trôi cũng Z Để chúng ta copy tiếp thêm một cái nữa đè lên trên Thì nó đè lên nhau trông nó sẽ đậm hơn Bên cạnh đó thì những cái brush này chúng ta có thể hiệu chỉnh một cái thông số như sau chúng ta bấm lại công cụ đó sau đó mình bấm sang cái bảng điều chỉnh ở đây plus setting ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể xoay nó tức là chúng ta xoay nó thì là cái tia sáng nó sẽ xoay đi à, chúng ta có thể xoay còn lại tất cả những cái thông số khác này các bạn không cần quan tâm đâu nó để vẽ tô hàng loạt ấy mà chúng ta bấm vào một vài cái đèn thì chúng ta không cần quan tâm đến những cái thông số kia ở đây nó chỉ bấm vào một cái smoothing là được rồi Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta tạo một cái brush mới hoàn toàn cho cái bức ảnh này. À, mình sẽ nhấn vào file à, mình nhấn control N thấp đi. Mình sẽ tạo một cái file mới khoảng 500 pixel thôi. À, nhấn vào đây. Để vẽ một cái đốm sáng kiểu kia ấy, thì mình tạm thời nhấn vào đây, tạo một cái layer mới bên trên. Đầu tiên mình sẽ vào pro sau đó là mình chọn cái cái mềm này. Sau đó bấm ra ngoài đây và bấm vào đây. Tiếp theo là có những cái nét tia sáng ở đây. Thì để mình sẽ vào đây. Mình thử xem ấn vào cái phần custom xem nó có cái nào để chúng ta vẽ được cái tia sáng nó không. Nếu không có thì chúng ta sẽ tự vẽ bằng cách là bây giờ mình sẽ nhấn chuột phải đây, chọn cái Rectang này trước đi mình sẽ vẽ một cái đường thế này à, mình sẽ bấm vào đây chuột phải và đổi nó về cái layer bình thường ở đây mình sẽ dùng cái công cụ này à, mình sẽ vẽ một chút cho nó thành cái tia ví dụ như này nó nhọn thôi enter sau đó mình nhấn Shift F7 để đảo ngược ra ngoài và mình nhấn Delete xóa cái xung quanh đi. Ở à đây thì mình sẽ vào cái phần Filter này và Blur. Sau đó là chọn Gaussian Blur. Như này có vẻ không ổn. Mình sẽ vào cái Filter Blur và chọn cái Motion Blur đi. Nó sẽ Blur theo cái góc của cái À, góc độ ở đây mình sẽ xoay lên trên là 90. Thì nó sẽ blur theo cái đường như này. Đó, mình kéo thì nó sẽ blur theo cái đường trên xuống ấy. Kéo lên tí nữa. Ok. Tiếp theo là mình sẽ vào cái phần đây và à giảm cái opacity của nó xuống một tẹo. Như vậy là ổn rồi Mình sẽ bấm V công cụ di chuyển là Mình sẽ di chuyển ra giữa Bây giờ mình sẽ copy thêm vài cái nữa Và xoay góc độ nó đi Ctrl cộng Z này Sau đó là Ctrl cộng T Mình sẽ xoay ở đây là nhập góc ở đây là 45 đi Nhân tích à, Ctrl cộng Z tiếp Sau đó Ctrl cộng T Nhập đây là 45 Cái này thì mình có thể bấm vào đây. Chọn cái này like ở bên dưới này, chính là cái này mình nhấn Ctrl cộng G. Sau đó mình nhấn Ctrl cộng T. Mình nhấn chuột phải và chọn cái này. Tức là lật theo chiều ngang ấy thì nó sẽ đối xứng sang bên kia. Nhấn tích. như vậy cũng ổn rồi. Bây giờ để gộp tất cả cái này lại thành một cái thì mình sẽ giữ Ctrl và bấm chọn những cái này, sau đó mình nhấn Ctrl cộng E. Nó sẽ gộp lại. Ở đây thì mình sẽ cho nó mờ đi một chút nữa Filter Blur Gaussian Blur Ok Mình sẽ tắt cái layer gốc bên dưới đi nhé Ở đây thì mình sẽ nhấn vào File Edit này Chọn cái Đây Define Brush Preset Tức là chúng ta tạo một cái brush Từ cái hình mà chúng ta vừa tạo ấy Mình đặt tên là À, bờ lon màu đi. OK. Bây giờ nó đã lưu vào trong cái hệ thống của Photoshop rồi. Mình sẽ nhấn vào cái ảnh vừa rồi. Mình vẽ thử một cái nha. Nó như vậy. Mình sẽ cho nhỏ lại một chút. Mình sẽ tạo một cái layer mới trước. Nhấn vào đây. Sau đó tô một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. bây giờ mình cũng tạo tương tự như bên kia nhấn vào một cái ở đây sau đó tạo một cái solid color nhấn ok này và nhấn chuột phải vào đây à, chọn cái mặt nạ cắt cái layer bên dưới mình đổi sang chế độ là nhấn vào đây và đổi sang screen ở đây thì mình sẽ để đổi sang cái màu hơi màu vàng đi trắng trắng này ok như vậy là chúng ta cơ bản cũng được cái hiệu ứng blur rồi nếu mà các bạn thấy tia sáng nó hơi gắt ấy, thì các bạn tiếp tục vào đây sau đó chúng ta vào filter và blur chọn cái gaussian blur chúng ta cho m lên một tí nữa ok thì nó sẽ như thế này thì đây chính là cái cách mà mình đã tạo cái hiệu ứng ánh sáng mà sau khi chúng ta render ra à, các bạn có thể tải về hoặc là tự tạo những cái kiểu ánh sáng khác nhau làm sao cho nó vừa ý là được để đổi màu thì các bạn cứ làm như mình vừa rồi ý. là nó sẽ tạo ra hiệu ứng ánh sáng cũng rất là đẹp và cũng không kém gì chúng ta render ra đâu đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha nếu mà các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký nhé hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo